Hello anh em, thì bên Africa TV họ vừa cho ra một cái bản cập nhật, một bản nâng cấp từ ứng dụng Africa TV sang cái ứng dụng Sub. Thì đối với những anh em trước đó đã có cái app Africa TV sẵn trên điện thoại thì nó sẽ tự động cập nhật luôn qua bên app Sub luôn. Mà còn đối với những anh em trước đó chưa cài đặt Africa TV thì chúng ta cần phải cài đặt nó. Và mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tải, cài đặt và đăng ký tài khoản một cách nhanh nhất. Thì việc đầu tiên chúng ta cần vào trên App Store để tải cái ứng dụng Sub này về. Chúng ta tìm kiếm và tìm là SOOP. Thì anh em lưu ý là có hai cái app Sub. Đó là Sub màu vàng là Sub Global Streaming và cái app Sub thứ hai này màu xanh biển. Chúng ta chỉ cần cài đặt cái app Sub màu xanh biển thôi này thôi nha anh em. Nhấn vào cài đặt. Thì sau khi đã tải xong, chúng ta tiến hành mở nó lên luôn. Ở đây chúng ta cấp quyền truy cập cho nó, nhấn vào cái nút màu xanh bên dưới này. Toàn bộ đều bấm cho phép. Thì nhìn sơ qua cái giao diện nó không khác gì là cái giao diện của Africa trước đó cả. Hiện tại chúng ta đã có thể xem được rồi và cần mà còn để bình luận thì chúng ta cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập. Chúng ta nhấn vào cái biểu tượng hình người bên góc phải bên dưới màn hình này. Đấy, nhấn vào cái nút màu xanh là cái nút đăng nhập á. Thì trước đó anh em đăng nhập trên Africa TV bằng tài khoản nào thì bây giờ chúng ta cứ tiếp tục đăng nhập bằng cái tài khoản đó. Đăng nhập bằng Facebook, bằng Google, bằng tài khoản của Africa trước đó. Đối với những anh em trước đó chưa có cái tài khoản Africa TV thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cách nhanh nhất, đó là chúng ta đăng nhập bằng Google. Thì để đăng nhập chúng ta cần phải có một cái tài khoản Gmail ở trên máy. Sau khi mà chuẩn bị cái tài khoản Gmail nó xong thì chúng ta nhấn vào cái nút Google này. Chọn tiếp tục. Chúng ta chọn một tài khoản Gmail nha anh em. Chọn Continue. Nó sẽ hiện ra một cái bảng như này. Ở cái ô thứ nhất, chúng ta điền vào cái ID là cái tên đăng nhập á. Đó, cái ID này nó yêu cầu là một dãy ký tự, không có dấu, không có khoảng trống. Đó. Sau khi điền vào thì chúng ta nhấn vào cái nút màu xanh bên cạnh là kiểm tra xem cái ID này đã phù hợp hay chưa, là có người dùng hay chưa. Nếu như mà nó hiện ra màu xanh nghĩa là chúng ta đã có thể sử dụng cái ID này. Còn màu đỏ thì chúng ta cần phải tìm một cái ID khác. Tiếp theo đó là chọn giới tính. Xuống dưới nữa là ngày tháng năm sinh. Để cho chắc cú thì anh em cứ chọn trên 18 tuổi nha anh em. Xong. Còn cái phần ô này chúng ta cần điền một cái email. Đây là cái email khôi phục. Khi mà chúng ta quên mật khẩu hay gì đó, chúng ta cần có một cái email để mà gửi cái mã về để chúng ta có thể khôi phục lại mật khẩu của chúng ta. Sau khi điền cái email đó xong, chúng ta nhấn vào I'm not robot. Tiếp theo, chúng ta chọn vào cái nút màu xanh bên dưới để tiến hành đăng ký. Xong. Ở đây nó thông báo là chúng ta đã đăng ký thành công với cái tên đăng nhập này. Và hãy nhớ cái tên đăng nhập này nha anh em. Sau đó chúng ta chọn vào Sub. Đây, tại màn hình này. Chúng ta tiếp tục chọn vào Google. Chọn tiếp tục. Cứ tiếp tục chọn cái email lúc nãy chúng ta đăng ký. Continue. Đó. Vậy là chúng ta đã đăng ký thành công một cái tài khoản rất là nhanh. Nếu như anh em có thắc mắc gì, đang gặp phải vấn đề gì cứ để lại comment bên dưới. Chúc anh em thành công.